Tiếp tục với series người thật việc thật nha anh em. Đây là xe của một cái anh IT ở công ty mình. Ngày nào anh cũng phải chạy từ chi nhánh này qua chi nhánh khác, rồi chi nhánh khác lại quá tiếp tục qua chi nhánh nọ nữa. Cái lộ trình của anh đi là từ Tân Phú nè, rồi tạt qua quận 9 nè, rồi phi lên Thủ Đức nè, rồi ghé qua bên Bình Dương nè, rồi lại tiếp tục đi lên tới Biên Hòa nữa. Trời ơi, nghe thôi là thấy nóng lạnh rồi đó mọi người. Đó, và anh chia sẻ là bộ nhông sinh dĩa này anh đã thay được một tháng rồi. Thì với một cái lộ trình như vậy á, tính sơ sơ thì bộ nhông sinh dĩa này từ lúc anh thay mà anh đi với những cái đoạn đường đó tới bây giờ là cũng phải 2000 km rồi. Rồi bây giờ Vinh mời anh em nghe thử một cái bộ nhông sinh dĩa mà tầm khoảng 2000 km xem coi là nó sẽ có những cái âm thanh như thế nào. Thì anh em cảm nhận thế nào? Riêng cá nhân Vinh ngồi kế bên cái xe này, Vinh chỉ nghe được là tiếng bô xe, tiếng động cơ xe thôi. Còn về cái bộ nhông sinh dĩa này là nó cực kỳ êm luôn nha. Đó thì bây giờ để Vinh trả về cái N nè. Đó, để cho các bạn có thể thấy được cái bộ nhông sinh dĩa của cái xe này. Thì sau một tháng sử dụng thì Vinh nhắc lại ước tính khoảng 2000 km. Thì cái bộ nhông sinh dĩa hầu như là nó chỉ bị dơ do chủ xe là không có chăm sóc nó nhiều thôi. Vẫn được bôi trơn thường xuyên cho nên là bộ nhông sinh dĩa này còn cực kỳ êm luôn nha. Và cái bộ nhông sinh dĩa này là nó vẫn còn khá là căng, chưa bị trùng luôn nha. Thì theo như ảnh chia sẻ thì ảnh chỉ mới tăng sơn có một lần duy nhất sau 2000 cây thôi. Wow, thần kỳ dữ vậy ta. Vậy thì cái này là nhông sinh dĩa gì vậy? Bộ nhông sinh dĩa này là nhông sinh dĩa gì hả? Một xíu nữa Vinh sẽ nói cho anh em nghe. Thì bây giờ trước tiên thì chúng ta hãy đi qua bên xe của Vinh, nghe tiếp cái bộ nhông sinh dĩa của xe Vinh nữa đã. Okay. Mà tại sao ủi cái sản phẩm nào cũng gắn trên xe tôi hết vậy ta? Tất nhiên là đầu tiên phải nói tới là mình phải ủng hộ đội nhà trước rồi anh em. Đúng không nè? Giỡn vậy thôi chứ thật sự là để một cái sản phẩm nào đó có thể đến được tay của anh em là anh em trong shop của mình phải là trải nghiệm những cái sản phẩm đó trước. Nó phải thật sự chất lượng, nó phải thật sự tốt thì bên mình mới bắt đầu phân phối và bán nó đến tay của khách hàng đó. Cho nên là những cái sản phẩm trong shop á, hầu như là Vinh là sẽ là chuột bạch thử trước rồi mới tới anh em. Thì cái bộ nhông sinh dĩa của xe Vinh thì cũng là y chang gắn cùng ngày với lại cái anh xe IT này. Thì tất nhiên là công việc của Vinh là sẽ làm ở shop nhiều hơn và ít di chuyển hơn, có chăng chỉ là đi từ nhà cho tới công ty rồi thôi. Cho nên là cái bộ nhông sinh dĩa này mặc dù là hai anh em thấy đẹp quá gắn cùng ngày với nhau luôn, nhưng mà bộ của Vinh là chỉ mới dao động tầm khoảng là tầm 1000 cho đến 1200 km thôi. Đó, và đây là cái âm thanh của bộ nhông sinh dĩa xe Vinh luôn nè. Cũng là êm ru, cũng không nghe cái gì hết luôn. Về đánh giá của Vinh về cái bộ nhông sinh dĩa này, trước tiên á là đối với lại những anh em nào mà đi xe công tay, etc nè, Winner nè, thường á thì cái xe đó sẽ là sơn trần như thế này, thì chúng ta phải nhấn nhiều hơn về cái phần độ thẩm mỹ của nó. Thì ở cái bộ nhông sinh dĩa này là cái độ thẩm mỹ của nó có nha, bởi vì á là cái kiểu đĩa của nó nè được khắc đồ này kia, nhìn nó sẽ đẹp và thể thao, nó khoe được nhiều cái góc cạnh ở cái vị trí này cùi đĩa của cái xe. Thứ hai nữa là về cái phần sơn của nó sẽ không phải là hết màu vàng luôn, cũng không phải là full màu đen luôn. Nó sẽ pha trộn giữa đen và vàng như thế này. Nhìn cái sợi sơn của mình nó sẽ lạ mắt nè, nó đẹp hơn, nó lạ hơn. Mình thích như vậy. Một bộ nhông sinh dĩa dù cho như xe này hay là như xe này thì giá cũng chỉ có là 400k thôi. Wow, thật là bất ngờ. Cái gì vậy? Rồi anh em bình tĩnh. Bây giờ Vinh sẽ giới thiệu cho anh em về cái dòng sản phẩm này liền luôn. Và hai bộ nhông sinh dĩa từ đầu đến giờ Vinh review cho anh em đó chính là nhông sinh dĩa Robai, với những cái ưu điểm là cực bền nè, cực êm nè và giá siêu hạt rẻ. Trước tiên thì Vinh sẽ chia sẻ về cái thương hiệu Robai này. Thì đây là một cái thương hiệu đã khá lâu đời ở cái thị trường Việt Nam của chúng ta. Họ chuyên sản xuất những cái sản phẩm theo cái công nghệ của Thái Lan. Trước đây thì họ đã có bô nè, đĩa tải nè, rồi những cái trang thiết bị bảo hộ cho chúng ta. Thì bây giờ họ đã có full một bộ nhông sinh dĩa đến từ cái thương hiệu Robai của họ. Nhông sinh dĩa Robai được sản xuất theo công nghệ của Thái Lan với chất lượng đã được trải qua kiểm định nghiêm ngặt trước khi xuất ra thị trường và đã được anh em biker kiểm chứng qua quá trình sử dụng. Đặc biệt, riêng phần nhông và đĩa sẽ được làm bằng hợp kim thép, vô cùng bền, trọng lượng nhẹ hơn đĩa sắt, giúp xe vận hành nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt nữa là với phần sơn của Robai thì chúng ta sẽ có hai phiên bản. Đối với lại những cái anh em nào mà chúng ta đi sơn trần như là Exeter nè, Winner nè hay là Sonic á, thì chúng ta sẽ có là sơn vàng đen và cái phần chốt của nó sẽ có là màu vàng, giúp xe của các bạn ấn tượng độc lạ hơn. Còn riêng đối với lại những cái dòng xe số nào mà sử dụng hộp sơn á, như là Quay nè, Rim nè, Future hay là kể cả Sirius, thì chúng ta sẽ có một cái dạng sơn màu đen như thế này. Phần màu sắc sẽ không quyết định chất lượng của sản phẩm, cho nên dù anh em đi sơn là vàng đen
hay là sơn full màu đen không có vàng đi nữa thì chất lượng cũng là tương đồng như nhau. Theo như khuyến cáo của cái thương hiệu Robai này á, thì nhông sơn dĩa của họ sản xuất có thể tuổi thọ lên đến là từ 15.000 cho đến 25.000 km. Và cái con số 15.000 hay là 25.000 km này nó chỉ là một cái con số ước chừng thôi. Cái độ bền của một bộ nhông sơn dĩa nó còn phải phụ thuộc vào cách anh em sử dụng, chúng ta có chăm sơn thường xuyên hay không, có bảo dưỡng nó thường xuyên hay không. Thì nếu như anh em mà không chăm sóc kỹ cái bộ nhông sơn dĩa của mình thì dù anh em có đi một bộ nhông sơn dĩa cả triệu bạc hay là một bộ nhông sinh dĩa giá bình dân gì nữa thì mức độ hư hao của nó cũng sẽ tương đồng như nhau mà thôi. Xin anh em một vài phút để giới thiệu về cái bộ nhông sinh dĩa này đã xong. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần báo giá và Vinh tin chắc rằng chọn bộ nhông sinh dĩa này sẽ có mức giá khiến cho anh em bất ngờ. Nhông sinh dĩa Robai dành cho rim với thông số nhông sẽ là 14 răng, đĩa sẽ là 36 răng, sơn 9 ly, 104 mắt sẽ có giá là 215k một bộ. Với nhông sinh dĩa Robai dành cho quay RS với nhông sẽ là 14 răng, đĩa sẽ là 36 răng, sơn 9 ly, 108 mắt sẽ có giá là 220k một bộ. Với nhông sinh dĩa Robai dành cho future FI, nhông sẽ là 14 răng, đĩa sẽ là 37 răng, sơn 9 ly, 108 mắt sẽ có giá là 220k. Với nhông sinh dĩa của siêu rút, nhông 15, đĩa 35, sơn 9 ly, 108 mắt sẽ có giá là 220k một bộ. Với nhông sinh dĩa siêu rút, nhông 15 răng, đĩa sẽ là 36 răng, sơn 9 ly, 108 mắt cũng sẽ có giá là 220k một bộ. Nhông sinh dĩa Robai dành cho Taurus, nhông sẽ là 14 răng, đĩa sẽ là 40 răng, sơn 9 ly, 108 mắt có giá là 230k một bộ. Nhông sinh dĩa Robai dành cho Exeter 135 với nhông sẽ là 14 răng, đĩa tải sẽ là 39 răng, sơn 10 ly, 124 mắt sẽ có giá là 400k một bộ. Nhông sinh dĩa dành cho Exeter 150 với nhông sẽ là 14 răng, đĩa sẽ là 42 răng, sơn 10 ly, 124 mắt sẽ có giá là 400k một bộ. Nhông sinh dĩa Robai dành cho Sonic với nhông sẽ là 15 răng, đĩa tải sẽ là 42 răng, sơn 10 ly, 124 mắt sẽ có giá là 400k một bộ. Nhông sinh dĩa Robai dành cho Winner với nhông sẽ là 15 răng, đĩa tải sẽ là 44 răng, sơn 10 ly, 124 mắt cũng sẽ có giá là 400k một bộ. Và cuối cùng sẽ là nhông sinh dĩa Robai dành cho Exeter 155 với nhông sẽ là 14 răng, đĩa tải sẽ là 46 răng, sơn 10 ly, 124 mắt sẽ có giá là 420k một bộ. Xong phần báo giá rồi thì anh em đang bất ngờ lắm đúng không? Chỉ dao động tầm khoảng là 215k cho tới 400k thôi là anh em đã có ngay một bộ nhông sinh dĩa Robai khá êm, cực đẹp và rất là bền. Thì đối với lại bộ nhông sinh dĩa Robai này á, nó còn hạn chế tối đa cái tình trạng là nhảy sên và trượt sên nữa. Hãng công bố thì bộ nhông sinh dĩa này có độ bền từ 15.000 cho đến là 25.000 km. Với mức giá như vậy mà anh em đã có thể sở hữu một bộ nhông sinh dĩa khá là êm, không tạo ra tiếng ồn khi mà di chuyển. Đây anh em chưa tin đúng không? Người thật nè, việc thật nè, hai xe này đều là cực kỳ êm và không có tiếng ồn khi sử dụng. Còn nói về quy trình thay nhông sinh dĩa tại shop hai bánh đó, thì chúng ta chỉ cần một từ thôi là có thể diễn tả được rồi, là chuẩn đó anh em. Bởi vì bên mình sẽ vệ sinh sạch sẽ tới từng cái hốc nhông nè, tới từng cái mang cá nè, sau đó là xịt khô nè, rồi trải qua 47-49 bước như vậy rồi mới tiến hành là ráp một cái bộ nhông sinh dĩa mới lên xe của anh em. Lúc đó thì bộ nhông sinh dĩa của mình nè, nó mới nè, nó sạch sẽ đồ này kia thì nó mới có thể bền và sử dụng lâu cho các bạn được. Thay xong một cái bộ nhông sinh dĩa mới rồi chắc chắn nó sẽ êm, nó sẽ bền, nó sẽ đẹp đi, nó rất là đã đúng không? Và để chúng ta có thể luôn giữ được những cái yếu tố gạch đầu dòng đó cho cái bộ nhông sinh dĩa của mình thì anh em đừng quên, chúng ta phải thường xuyên chăm sóc, bảo dưỡng và bôi trơn cho cái bộ nhông sinh dĩa của xe mình thì nó mới bền, nó mới êm được. Thì chăm sóc, bảo dưỡng bộ nhông sinh dĩa của chúng ta bằng sản phẩm gì hả? Tất nhiên là sản phẩm đến từ nhà Go Racing rồi. Một combo như thế này chỉ 234k thôi. Các bạn sẽ thật sự yên tâm bởi vì sản phẩm tẩy rửa sên, bảo vệ màu sên tốt, chống rỉ sét, bôi trơn lâu, sên sẽ cực kỳ êm và đặc biệt không văng. Sẵn nói về nhông sinh dĩa thì Vinh có một cái thông điệp muốn chia sẻ cho anh em như thế này. Anh em đi một cái bộ nhông sinh dĩa dù nó mắc tiền bạc triệu hay là một cái bộ nhông sinh dĩa giá bình dân mà các bạn không chăm sóc, không bảo dưỡng nó thường xuyên thì mức độ hao mòn và hư hao của nó là nhanh như nhau. Và nếu như anh em không có thời gian, không có không gian để chúng ta tự chăm sóc, bảo dưỡng bộ nhông sinh dĩa của mình tại nhà thì các bạn có thể ghé qua bên shop của mình để sử dụng cái gói dịch vụ là vệ sinh nhông sinh dĩa chỉ có 60k một lần thôi, giúp cho bộ nhông sinh dĩa của chúng ta lấy lại được cái vẻ đẹp êm hơn, bền hơn. Ngoài nhông sinh dĩa Robai ra thì bên mình còn có nhiều cái dòng cái sản phẩm về nhông sinh dĩa khác. Ví dụ như là nhông sinh dĩa của RK nè, DAD nè, X1G nè. Bên dưới này thì còn có cả Restore. Khi anh em mua bất kỳ một sản phẩm nào hoặc làm dịch vụ tại shop hai bánh, chúng ta sẽ được làm thêm 4 bước chăm sóc xe miễn phí. Trong đó sẽ bao gồm vệ sinh kính hậu, mặt đồng hồ,
tăng thắng, tăng sơn, tăng côn và bơm bánh xe. Bởi vì sếp Vinh chia sẻ không quan trọng hóa đơn của anh em là bao nhiêu tiền, quan trọng phục vụ anh em cảm thấy hài lòng. Anh em thường xuyên quay trở lại ủng hộ shop hai bánh là bên mình đã cảm thấy vui lắm rồi. Ngoài nhông sinh dĩa ra thì bên mình còn có những cái sản phẩm khác liên quan về đồ chơi xe máy nè, nhớt nè, vỏ. Anh em có thể tham khảo thêm trên website là shop2banh.vn hoặc là liên hệ với số hotline là 0938820202 để có thể biết thêm những cái thông tin về sản phẩm hoặc là đặt hàng online. Bây giờ Vinh Ba Tuổi xin chào và hẹn gặp lại.